bộ của em á đi làm trai bao, tao không cần, tao thích như vậy đó thì tao đi thôi. Tối đêm đó chú mới em, chú nói bây giờ mày không cho tao giết mày. Trời ơi, lúc đó em nghe một cái em hả, em chỉ biết là em quỳ và em lại và em khóc. Em tên là Văn Quốc Bảo, em đến từ Vĩnh Long, năm nay 34 tuổi. Em làm việc gì? Dạ em kinh doanh bên studio áo cưới chị. Là mình make up, mình chụp ảnh hay là mình... Dạ tất cả hết anh. Chọn gói? Dạ đúng rồi anh. Mình làm công việc này bao nhiêu năm rồi bà ha? Dạ em làm được 7 năm rồi anh. Trước đấy thì mình làm công việc gì bà? Dạ trước đó em có kinh doanh làm bên tóc, tóc nữ anh. Em làm được 5 năm ạ. Tuân hỏi về câu chuyện tuổi thơ của bà đi. Thật sự thì tuổi thơ của em thì nhiều khi là em cũng không muốn nhớ tới. Ở nhà em gồm có 9 người, 8 người con gái, có một mình anh em là con trai. Thật sự thì lúc mà còn nhỏ thì ba mẹ thì rất là khó khăn khi mà nuôi 9 đứa con. Nhiều khi em thấy ba mẹ cơ cực vậy em rất là thương, cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Năm đó là năm em học lớp 5 và mẹ em là có nuôi một bầy heo mười mấy con, và mẹ em nói là con ơi gắng cố gắng nuôi bầy heo này để mà mình bán, để mình kiếm tiền, để mà mình trang trải cuộc sống. Và mẹ em có hứa là tại vì hồi nhỏ mà đâu có cặp sách đến trường đâu, nhiều khi tập sách này kia nọ toàn là của mấy chị hoặc là mượn của người ta không à. Và nhất là hồi lúc em còn nhỏ đâu có đồ đạc quần áo để mà mặc giống như người ta đâu, toàn là mặc đồ của mấy chị. Mà nhiều khi em nói ủa tại sao mà mình là con trai mà ba mẹ mình như vậy, mình cũng không có thích là như vậy, mình sẽ cố gắng mình bỏ cái quần áo nữ đó và không muốn là ba mẹ cho mình mặc như vậy, và mình cũng cố gắng là mình mặc đồ con trai và mình mạnh mẽ để cho ba mẹ cảm thấy hãnh diện vì mình. Tại vì bản thân em là có một mình anh em là con trai một của gia đình, thành ra em không bao giờ em muốn cho ba mẹ cảm thấy buồn gì điều đó. Và lúc đó mẹ em á là có hứa với em là bán bầy heo để mà có tiền để mà mua cho em một cái cặp với một cái bộ đồ mới. Hồi nhỏ là đa số em mặc đồ của mấy chị em nhiều khi lớn lớn xíu sao cảm thấy mình mắc cỡ, thành ra là mình đã nói với mẹ ơi mua cho con một bộ đồ con trai đi. Mẹ nói ừ con gắng nuôi bầy heo này đi, phá bầy mẹ sẽ mua cho con một cái cặp với một bộ đồ con trai. Gần tới ngày phá bầy heo á thì chủ nợ vô bắt hết bầy heo đi. Thật sự em với mẹ em rất là buồn. Thấy em buồn á, nói thôi bây giờ mẹ đi vô chợ á, mẹ mua chịu cho người ta để cho con có được cái cặp và cái bộ đồ mới, con đi học với người ta. Em mừng lắm. Nhiều khi em nhớ cái cảnh tượng mà ở dưới quê, chị biết là trời mưa á, lội sình á, rồi ở dưới quê lúc còn nhỏ đâu có đèn đuốc gì đâu. Em nhớ cầm cái cây đuốc á bằng lá dừa, em với mẹ em xăng quần mà lội tới chợ á, một cây mấy số. Mà bị ngập nước hả? Dạ trời mưa á chị, ngày đó bữa đó trời mưa nữa. Em với mẹ em đi vô đó, em thấy mẹ em đứng mà khép nép tội nghiệp lắm. Và mẹ em nói là cô ơi bán cho con tôi bộ đồ mới với cái cặp để cho nó đi học đi. Người ta nói là thôi em không có bán cho chị nghèo lắm, chị không có tiền chị trả em đâu. Chị nghèo lắm, chị không có tiền chị trả em đâu. Em thấy em mới nói thôi mẹ ơi, thôi đi về đi. Mà chị thắc mắc là khi mà mua thì người ta mua, người ta có tiền người ta mới mua. Nhà em thì 9 người con, thành ra khó khăn từ nhỏ lận, cho nên tất cả mọi người đều biết điều đó, cho nên người ta không bán. Và em nói mẹ em nói thôi mẹ ơi đi về đi, ù không cần đâu, tại vì em xưng với ba mẹ bằng ù á, ù không cần đâu, mẹ đi về đi, nửa sau này ù cố gắng ù làm kiếm tiền, ù lo lại cho mẹ ba mẹ, ù không có để cho ba mẹ mà để cho khi dễ gì đâu. Em nhớ cảm giác mà mẹ em đi về á ha, mặc cái áo mà gấp trên vai nè, mà áo bà ba nữa xanh quần đi về á, mẹ em khóc mà em cũng cảm thấy em rất là buồn. Em mới nói là em phải cố gắng em làm em kiếm tiền để mà em lo cho mẹ, để sau này sẽ không có ai mà khi dễ mẹ. Và tới ngày mà em được thành công rồi thì mẹ em mẹ mất lâu chưa? Dạ mất 5 năm. Mẹ em bị bệnh hả? Dạ mẹ em bị ung thư. Cái việc học của em á, dạ, nó có vì cái hoàn cảnh mà bị gián đoạn không? Ba mẹ em á, tuy là khó khăn thật sự nhưng mà không bao giờ để cho con cái dốt hoặc là không đến trường được. Lúc nào cũng sẽ cho con học, học đến khi nào mà con không thích học nữa thì thôi. Cái năm em học lớp 9 lên lớp 10, ở dưới quê á, xung quanh hoàn toàn không ai có điện thoại, chỉ có cái nhà đó để mà mình có thể mình lại đó mình nghe điện thoại nhờ. Và có một cái cuộc gọi của từ ở trên Sài Gòn này, nhắn cái thằng bé kia là nhắn Tâm á, lên Sài Gòn á,
làm công việc gì đó. Và lúc đó em đang chơi vậy nè, thì em mới nghe xong rồi thằng đó nó mới nói là thôi nó không đi. Bắt đầu em mới chạy lại đó và em nói là với người điện thoại đó đó, là em mới nói dạ chú ơi, cái bạn Tâm đó đó, bạn không đi thì chú có thể chú giới thiệu cho con làm được hay không? Thì chú đó nói là ok, nếu như con muốn làm thì chú sẽ giới thiệu cho con. Em mới mừng lắm, em mới về em thưa với ba mẹ. Ba mẹ ơi, cái cuộc sống của mình á thì rất là khó khăn rồi. Thì bây giờ á, ba mẹ lo cho hai đứa em đi. Có thể cho con á là nghỉ học, con đi phụ giúp một tay với ba mẹ đi. Thuyết phục ba mẹ, dữ lắm ba mẹ mới chấp nhận. Và khi mà đã chấp nhận rồi thì em rất là mừng. Chỉ biết cái ngày đầu tiên mà cái lúc đó là cái tiền vé xe từ dưới quê mà từ Vĩnh Long á lên Sài Gòn chỉ có 27.000 thôi. Mà gia đình em phải chạy kiếm 50.000 rất là khó khăn. Ngày xưa 50.000 rất là lớn. Em cầm 27.000 và em còn giữ đúng 23.000. Và lúc đó em từ dưới quê đi lên, không biết mặt mũi cái ông đó là ai. Tại vì ngày xưa không có điện thoại, không có bất cứ một cái gì hết. Lấy đủ hết can đảm vì gia đình mình nghèo. Cái đó là làm cái động lực cho em. Em mới quyết tâm em lên. Và lúc đó em đứng ngay bến xe miền Tây á, em đợi cái chú đó lại rước. Cái lúc đó chú chạy xe lại, chú nói ừ hình dáng con như thế nào và con ra sao vậy đó. Thì lúc đi á là chú điện thoại cho em rồi, để mà em hướng dẫn là em mặc đồ đó vậy vậy đó, là đứng ngay chỗ đó vậy đó. Thì bắt đầu em mới thấy chú đó đi lại rước em. Bắt đầu chú đó chở em đi vòng vòng Sài Gòn đi ăn. Xong rồi bắt đầu chú đó mới chở em về nhà. Chú đó thật sự cái em nghi là thật sự chú đó là cái người cộng đồng LGBT. Nhưng mà hồi lúc còn nhỏ quá mình cũng không có biết được về vấn đề mà tối đêm đó chú mới em. Em sợ lắm, giống như mình không thể nào mình chấp nhận được. Tại vì lúc nào một cái người đó tầm khoảng 40-50 tuổi bằng ba mình vậy đó, tự nhiên làm cái chuyện đó mà em thì lúc đó em cũng chưa có. Và em lúc đó em mới kháng cự và em nói là chú ơi đừng làm vậy, con xin chú. Chú nói bây giờ mày không cho tao giúp mày. Trời ơi, lúc đó em nghe một cái em chỉ biết là em quỳ và em lại và em khóc. Em nói chú ơi cho con đi về đi, chú đừng có làm điều đó, thực sự con rất là sợ, con xin chú. Bắt đầu hả, chú mới lấy cái gói đó, chú giục ra ngoài ghế sofa, nó mày ra đó mày ngủ đi, đừng ngủ trong phòng tao. Em không có ngủ được. Thực sự lúc 10 giờ lúc rồi 11 giờ 12 giờ mà em thức tới sáng luôn. Và lúc đó em mới không biết là mình có thể mình về quê được hay không. Và cũng may mắn là sáng chú đó mới dẫn em qua một cái môi trường làm việc. Thật sự em rất là may mắn khi mà có được cái công việc như vậy để mà phụ giúp gia đình. Chú hứa là lên Sài Gòn chú sẽ dẫn cho công việc gì? Dạ, làm ở phục vụ nhà hàng á anh. Dạ, chú cũng thực hiện đúng lời hứa và đưa em qua cái nhà hàng ở quận Nhất. Em nhớ lần đầu tiên bước chân đi làm và kiếm tiền được tại cái nhà hàng đó. Rồi em làm được vài năm thì em mới có tiền em phụ giúp ba mẹ để trả nợ. Sau đó em mới nói với bà chủ là cô ơi, cho con nghỉ làm ở chỗ này, cho con đi học lấy một cái nghề để con có thể nuôi sống bản thân con, và con muốn làm chủ được giống như bà chủ. Thì bà chủ bà thấy cái năng lực của em làm rất là tốt và bà chủ bà nói nếu như sau này con có thể con không làm được, con cứ quay lại con làm đây với cô sẵn sàng cô nhận con. Em rất là vui vì điều đó, nhưng mà em nói một khi em đã quyết tâm và phấn đấu thì sẽ thành công. Và lúc đó em mới đi học nghề tóc. Em đi học tóc á, thì em gom chỉ được có 2.5 triệu và thiếu 2.5 triệu, tại vì ở đất Sài Gòn nhận nghề tóc tới 5 triệu lắm và em không đủ. Thì cũng may mắn là cái người thầy đó cho em là khất nợ lại. Và khi mà em làm được việc, chỉ biết em cố gắng em học trong vòng chỉ có 6 tháng mà bà chủ với ông chủ chấp nhận mở một cái tiệm cho em đứng riêng cá nhân em để cho em làm cho khách. Tại vì cái sự quyết tâm em á, học đâu được đó, nhiều khi cái sự thông minh mình quyết tâm mình làm á thì sẽ đạt được. Cho anh hỏi về cái giai đoạn khi mà lần đầu tiên mà em nhận cái tin mà mẹ bị bệnh á, bị ung thư á. Trời, không biết là có ai trải qua một cái lúc mà mình nghe tin mà mẹ mình còn sống 3 tháng nữa sẽ mất. Tất cả mọi thứ nó đều là rất là nhanh với em. Em rất là tiếc trong cái khoảng thời gian mà em không gần gũi mẹ và không ở cùng với gia đình. Lúc đó là em mới nhận thấy là em hối tiếc khi mà mẹ em còn sống được 3 tháng như vậy. Và lúc đó gia đình em là cũng đỡ rồi, tại vì mấy chị cũng đã lớn rồi, đi làm kiếm tiền được rồi. Và lúc đó em ngày nào em cũng điện thoại và nói chuyện với mẹ suốt. Nhiều khi em sợ nhất một ngày nào đó mẹ không còn nữa. Sau này thì cả 9 người con, tất cả mọi người đều có cuộc sống ổn hết không? Dạ, và mấy chị lớn thì cũng lập gia đình. Còn riêng cá nhân em là em sống cứ thui thủi một mình, tại vì xác định là em mở tiệm và em giống như em chưa có biết được là mình sẽ là cộng đồng LGBT á. Nhiều khi em cũng không biết là mình có phải là như vậy không.
em cố gắng em thử quen với một người con gái và em cũng có cảm mến vài cái người bạn nữ. Và lúc đó em thử coi là đặt trường hợp là mình quen như vậy, mình có thể mình đến với người ta hay không. Em thấy mình không có cảm xúc và không có thích cái người bạn đó. Nhiều khi em mới nghĩ tại sao mà mình lại như vậy. Nhiều khi mình cũng chưa xác nhận là mình là thuộc cộng đồng LGBT nữa. Tới năm mà em 21 tuổi, em mới quyết tâm em là em ơi, đừng làm như vậy. Em làm như vậy em có lỗi với anh và có lỗi với bản thân em. Tại vì bản thân anh là sống em hết lòng rồi. Em đừng có làm như vậy, anh xin em. Nhiều khi tất cả mọi thứ từ cái khoảnh khắc mà em chấp nhận cái giới tính này để mà em đến với nó, thì nó phải sống thật sự với em, phải trung tình với em. Lúc mà nó đi với cái ông Việt Kiều đó đó, em gian xin bạn quỳ lại nó luôn. Em nói là đừng có làm vậy, anh xin em, anh lại em. Quay về với cuộc sống của hai đứa mình đi. Em thiếu cái gì em nói anh cho. Và bạn ấy nói là tao không cần, tao thích như vậy đó, thì tao đi thôi. Tao không cần, tao thích như vậy đó, thì tao đi thôi. Và từ giây phút đấy em đã chịu bỏ cái người bạn đó chưa? Dạ chưa anh. Em, tại vì cái mối tình đầu em thương quá. Và em cố gắng em níu kéo, em chấp nhận luôn. Em chấp nhận người yêu em đi làm trai bao luôn. Em mới nói là thôi nếu em đi làm vậy thì em đi làm thì em về với anh. Đừng có bỏ anh nha, tại vì anh thương em lắm. Rồi bạn ấy không nói gì hết, vẫn đi mà chỉ biết mỗi lúc mà bạn ấy đi á là ở nhà. Em không ngủ được. Em nằm mà em cứ nhớ cái cảnh tượng mà người yêu của mình đã từng da thịt đó và như thế mà đã chung chạy với một người khác á. Trời ơi, em bị giống như bị chết, bị đau lắm luôn. Nhiều khi bạn ấy đi làm về, bạn ấy nằm phè ra đó. Nhiều khi em mong muốn quá, em muốn làm với bạn ấy và bạn ấy cứ nằm ra đó và bạn ấy không có một cái cảm xúc gì hết. Nhiều khi cảm thấy em là cái người giống như bị tổn thương á. Nhưng mà bạn ấy làm vì bạn ấy thiếu thốn về kinh tế. Không phải anh, bạn ấy có nói là từ đầu em thích, tôi thích làm như vậy thôi, giống như làm vì đam mê. Nói thì nói vậy thôi, không có ai mà đi làm mà trai bao hay là gái bao mà vì đam mê á. Tính chỉ là một là cái nghiệp của họ, hai là cuộc sống kinh tế. Dạ. Nói là nói vậy thôi chứ bao nhiêu việc làm tốt đẹp không làm mà để làm những cái việc đó. Khánh Chi thì không có lên án, mà là như Khánh Chi nghĩ là tất cả những người mà làm trai bao hay gái bao đều thứ nhất là cái nghiệp của họ. Dạ. Họ phải trả, thứ hai là cuộc sống của họ. Em vẫn thương và vẫn níu kéo. Lúc mà đã tan vỡ thì phải níu kéo. Một năm sau đó em mới bắt đầu em cắt đứt luôn. Người ta nói là tại sao em lại lụy tình đến như vậy. Nhiều khi em quá sống tình cảm và em không dám buông bỏ cái người mà đã từng bước chân vào cái cộng đồng LGBT và em sống thật với mình á. Mình không muốn mất cái người đó. Động lực nào mà để em dứt khoát chia tay cái bạn này? Tại vì em cảm thấy giống như cái cuộc sống tình dục đi, nhiều khi bạn ấy không có còn hứng thú với em và em cảm thấy bị tổn thương, cho nên em mới quyết tâm là thôi bây giờ sống với một người mà không có như vậy. Nhiều khi em không có đặt nặng vấn đề về tình dục. Nhiều khi bạn ấy đi làm, giờ bạn ấy về giống như một cái nơi để bạn ấy đáp thôi, chứ hoàn toàn em giống như không có sự hiện diện trong lòng bạn ấy nữa. Từ lúc đầu á là em thương bấy nhiêu thì lúc sau bạn ấy nhạt với em bấy nhiêu. Lúc mà em đề nghị chia tay thì bạn ấy chấp nhận luôn? Tại vì bạn ấy không có thương em, cho nên bạn ấy sẵn sàng cắt đứt một cái một rồi cuốn đồ đi. Khoảng cỡ một năm trời em mới có thể em dựng lại cái cuộc sống hoặc là cái tinh thần của em. Sau bao lâu em mới có mối tình thứ hai? Khoảng 2 năm chị. 2 năm sau mới dạ gì? Cái mối tình thứ hai thì nó cũng cái người bạn đó đó là cái người bạn của em, cua em. Và lúc đó là người bạn đó đó thích em lắm và nói là muốn đến với em và hẹn gặp em. Thì khi mà em đã gặp bạn ấy á thì em không thể nào em xác định yêu được. Và em nói là thôi mình vẫn là một người bạn đi, tại vì khi mà em đến em gặp mặt thì em cảm em mới có thể em yêu được. Và em không cảm em không yêu được. Thì bắt đầu bạn ấy á mới có một cái người bạn, là bắt đầu mới nói là mày thử mày quen với được anh Giang Quốc Bảo, mày muốn gì tao cũng chịu hết. Bắt đầu bạn ấy mới kết bạn Facebook với em và vô inbox với em. Cái ngày mà định mệnh là cái ngày bạn ấy cũng đang quay ở chương trình ở Sài Gòn Truyền hình Thực Tế. Cái người bạn đó đó mới nghe điện thoại và nói chuyện với em xong là cuốn đồ đi về nhà em, là trong đêm đó luôn. Và lúc đó thì em cũng bất ngờ là tại sao mà bạn ấy lại gấp và lại nhanh đến như vậy. Nhiều khi mình chưa có chấp nhận và mở lòng mà. Trong đêm đó bạn ấy ngủ với em và hoàn toàn em không bao giờ cho bạn ấy đụng em. Tại vì em muốn nói là khi mà mình đến với nhau, em thích anh và anh thích em thì hãy cho nhau cái thời gian đi. Tại vì cái tình cảm mà anh mới vừa chia tay đây nè, anh chưa
có thể nào tin tưởng vào cái tình yêu nữa. Thành ra em phải cho anh cái thời gian để cả hai tìm hiểu với nhau tầm khoảng nửa tháng đi. Nếu như anh và em có duyên á, em đủ tình cảm, đủ lớn dành cho anh, thì anh và em sẽ mở lòng và đến với nhau. Thì bạn ấy mới chấp nhận, tội nghiệp lắm. Thương yêu, lo lắng cho em, chăm sóc cho em từng tí một. Nhiều khi em sống cô đơn và cô độc á, tình cảm đầu á, nó lại nửa vời với em, mà cái tình cảm thứ hai nó lại cho em một cái cảm giác gọi là quá đông đầy. Nhiều khi em cảm thấy em bị ngợp á, em mới cảm nắng lúc nào không hay. Nửa tháng sau, bạn ấy, ngày đó em nhớ là cái ngày đó bạn ấy mới ngồi đó, bạn ấy khóc, bạn ấy nói là tại sao em thương anh, em bỏ gia đình, em chấp nhận em đến với anh, mà tại sao anh không mở lòng đến với em. Đem gia đình ra hoặc là bạn ấy nói vậy á, nhiều khi em rất là thương, tại vì người ta thật sự với mình mà. Em mới ôm bạn ấy và em nói là anh thương em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cho nên anh muốn cho cả hai mình tìm hiểu nhau nhiều hơn để cho có cái tiếng nói chung về sau. Chứ lỡ sau này á, mình không có tiếng nói chung rồi xảy ra cái trường hợp giống như cái mối tình đầu của anh nữa thì anh rất là sợ. Và em với bạn ấy yêu nhau và đến với nhau tầm khoảng một năm, tất cả mọi thứ em đều lo lắng chăm sóc giống như bạn ấy là tất cả của em. Cái đôi giày đôi giớ bạn ấy còn không cúi xuống mang, chính em là cái người chăm sóc và lo lắng cho bạn ấy tới mức độ như vậy luôn. Em cho hết tất cả, em hy sinh hết tất cả, nhưng mà cuối cùng cũng không được gì. Em sống với bạn ấy là tầm khoảng một năm rưỡi, em mới phát hiện bạn ấy là ngoại tình. Em nhớ ngày đó là cái ngày bạn em ở Sài Gòn có chuyến công tác về Cần Thơ, rủ em nói là Bảo ơi, mình có chuyến công tác về Cần Thơ, Bảo có thể là đi chơi với mình và sau đó về khách sạn ngủ với mình ở cái địa chỉ đó được không? Và lúc đó em đang ở cùng với người yêu em mà. Và em nói là không, mình có người yêu rồi, mình không muốn làm gì có lỗi với bản thân mình và kể cả người yêu của mình đâu. Bạn ấy mới nói là ok, vậy thôi hẹn dịp khác gặp Bảo sau. Và không ngờ là bạn ấy lại rủ chính người yêu của em, và người yêu em chấp nhận đi. May mắn là cái lúc mà em phát hiện ra là tình cờ là cái ngày sinh nhật của bạn em á, là em mới tặng cho bạn em một cái điện thoại, và em biết được cái iCloud của bạn ấy là định vị iPhone, tìm iPhone á. Bữa đó buổi trưa em mới thấy bạn ấy á là chuẩn bị đồ đạc chỉnh chu tất cả mọi thứ có thể. Ủa, bạn ấy nói là thôi em đi về với gia đình em nha, về rồi mới mốt em về lại với anh. Em mới phát hiện ra tại sao cái địa chỉ mà bạn em ở, tại vì em chắc là em thấy cái địa định vị ngay chỗ đó, là ngay cái chỗ khách sạn của bạn em rủ em lại chỗ đó. Em nói là ủa, tại sao mà 3 giờ chiều ở tại chỗ đó và tới 7-8 giờ tối cũng vẫn ở chỗ đó. Em đa nghi rồi, em mới xách xe em chạy qua thì em mới thấy là cái chiếc xe của bạn em ở dưới hầm của khách sạn đó. Tình cờ là em biết được cái người bạn của em ngủ với bồ của em là khi mà bạn em chụp hình đăng trên Facebook, và em thấy cái giỏ, mà cái giỏ đó là cái giỏ của em mua tặng cho bạn em, cho nên em mới phát hiện ra. Rồi cảm xúc lúc đấy của em? Trời ơi, thật sự cái em ở một năm mấy hoàn toàn bạn ấy rất là ngoan, rất là hiền, mà em không nghĩ là bạn ấy phải đi như vậy. Em rất là sốc luôn, không có tin. Em mới chạy vào phòng lễ tân, em hỏi là có thể em lên cái phòng đó được không, và người ta hoàn toàn không cho. Khi em biết như vậy thì cảm xúc như thế nào? Em rất là sốc, em rất là buồn. Em không có tin tưởng vào cái trước mắt mình là người bạn mình lại đi ngủ với người yêu của mình như vậy. Em mới ngồi đó, em canh 9 giờ tối mà em ngồi tới 6 giờ sáng, ngồi ngay khách sạn và nhìn lên trên cái khách sạn đó. Tại sao người yêu mình lại làm như vậy với mình? Sáng sớm em mới chụp hình cái chiếc xe ở trong hầm, em mới gửi cho bồ em. Em mới nán tin, em mới nói là em làm vậy em cảm thấy có lỗi với anh không? Bạn em hoàn toàn không trả lời, tắt máy điện thoại. Ngồi nguyên một đêm tới 11 giờ trưa, tại 12 giờ trưa là bạn của em mới về Sài Gòn là trả phòng. Rồi em mới thấy bồ của em chạy xe ra. Em mới chạy một mạch về tới nhà. Và em cứ tưởng đâu là bạn em, người yêu em là chạy về nhà. Nhưng mà hoàn toàn là không. Chạy về nhà của bạn ấy, nhà ba mẹ. Em mới nhắn tin, em mới khuyên răng, em mới níu kéo. Mà cho chị hỏi nha, người yêu em có nói câu gì mà làm cho em tổn thương không? Rất là nhiều. Bạn ấy mới nói, thôi. Nếu như mà em với anh không có duyên nữa thì thôi, anh tìm một người nào đó tốt hơn em đi. Em mới nói là từ lúc đầu anh xác định là anh thương em, và anh cứ hứa với em là em có thể bỏ anh chứ anh không bao giờ anh bỏ em. Trong vòng một tuần lễ bạn ấy không dám về với em, tại vì hai đứa em cùng ở chung cái tiệm mà. Một tuần lễ sau bạn ấy về thì em với bạn ấy ngồi nói chuyện giống như hai thằng đàn ông. Em mới nói là nếu như anh không đủ tốt hoặc là anh không còn thương yêu em nữa
thì em có thể bỏ anh. Còn nếu như một người nào đó tốt hơn anh á, thì anh sẵn sàng anh dâng hai tay cho người ta. Nếu như một người nào đó tốt hơn anh á, thì anh sẵn sàng anh dâng hai tay cho người ta. Và bạn em mới ngồi đó im lặng. Thì bạn em hứa, nhưng mà đúng một tuần lễ sau vẫn y chang như vậy, vẫn đi ngủ với một người bạn, người đó cũng là bạn của em. Sau cái lần mà bị sốc thứ hai là em quyết định chia tay luôn? Dạ chưa anh, nhiều khi em thương quá em muốn níu kéo tiếp tục, em chấp nhận em tha thứ nữa. Giống như tình cảm mà em năn nỉ, em gian xin. Và bạn ấy vẫn chơ ra như vậy. Ngày đầu là bạn ấy theo đuổi em, ngày sau lúc mà gần chia tay là em theo đuổi bạn ấy vậy. Cái ngày mà bạn ấy không có còn mà muốn ở với em nữa thì bạn ấy cảm thấy có lỗi quá. Bạn ấy mới không nói gì hết, cuốn đồ đi. Bạn ấy chạy xe đi không nói gì hết. Em xách xe em chạy theo. Em chạy theo và em nói em ơi quay về với anh đi. Bạn ấy quay qua bạn ấy nói tao lại mày, mày đừng có ám theo tao nữa. Tao lại mày, mày đừng có ám theo tao nữa. Vì em đã quá bi nên đâm ra em đánh mất cái giá trị của em ở trong bạn đó. Đúng rồi, cái đó là cái mà em nhìn nhận bản thân em tại sao em lại như vậy. Nếu như không có cái người này mình có thể mình kiếm một người khác. Nhưng mà em không dám vì em không còn tin vào cái tình cảm. Nhưng mà thật ra anh thấy á, thà bạn ấy nói ra câu đấy nha. Chứ bạn ấy không nói là em sẽ còn theo đuổi bạn ấy nữa đó. Em vẫn còn theo đuổi. Ngày 2 tháng 9 là ngày sinh nhật của em. Em buồn quá em mới nhắn tin cho bạn em là em ơi hôm nay sinh nhật của anh, em có thể em đi chơi cùng với anh được không? Anh rất là nhớ em. Bạn ấy không, hoàn toàn không đọc tin nhắn, không trả lời gì hết. Em mới buồn quá em mới chạy vô chùa. Em thắp nhang cho Phật, em mới giái Phật trời phù hộ cho người yêu của con là tên vậy đó, hãy quay về với con đi, đừng có bỏ con nữa. Vừa giái xong chạy ra thấy người yêu em chở một cái người khác quẹo vô khách sạn. Khi mà vì cái bạn ấy có một người bạn khác và người yêu khác cho nên cái đó là cái động lực để cho em có thể em quên được bạn ấy. Em sụt 5kg là chỉ vì cái mối tình đó. Nãy giờ khi mà em chia sẻ là người yêu đầu tiên là làm cho em nhận ra bản thân của mình. Dạ. Rồi khi em nhận ra rồi có bao giờ em phải come out với gia đình của mình không? Dạ có. Cái lúc mà cái mối tình đầu của em á, ở với em 5 năm á, thì hoàn toàn ba mẹ em không biết. Bà chị em á, lúc đó ở cùng với em, về mới nói với mẹ em, ủa sao thấy em với người đó tại sao mà có một cái tình cảm nó khác hơn là một cái tình bạn. Thì mẹ em mới hỏi em, con ơi, con sao mà con đối xử tốt với nó khác như vậy, chị về nói vậy. Em mới nói là ù nói thật với mẹ biết là ù là gay, ù thương cái người đó, mẹ có chấp nhận không? Mẹ em không chấp nhận. Mẹ em nói là con ơi, con đừng có như vậy, con đừng có bê đê nghe con. Mẹ em nói mà em đau á. Mẹ em nói là có một mình anh em là con trai mà, con đừng có như vậy nghe con. Thế em suy nghĩ là em có lỗi với bản thân em. Và tại sao em như vậy? Và mình muốn là mình là con trai thật sự, nhưng mà em không thể nào làm được. Tại vì khi mà giữa cái lúc mà em chấp nhận em muốn quen với một người con gái đó và một cái người bạn gay này nè, là em đang đấu tranh và em chấp nhận em chuyển qua em quen với bạn gay này, thì em xác định là em là cái người vậy. Và em nói là mẹ ơi thương con đi, mẹ sinh con ra cái giới tính không ai có thể lựa chọn được. Thương con thì hãy thương luôn cái giới tính của con đi. Có thể ụ không cho mẹ một cái đứa con dâu, một cái đứa cháu nội, nhưng mà ụ có thể ụ cho mẹ một thằng con trai được mà. Thì mẹ dần dần mẹ chấp nhận. Rồi bây giờ thì cái tình trạng tình cảm hiện tại của em nó như thế nào? Em vẫn độc thân ạ. Em độc thân được bao nhiêu lâu rồi? À, dạ khoảng 2 năm rồi. Sống tới tuổi này rồi em rất là sợ yêu. Em nói thì nói vậy thôi. Nhưng mà khi mà đúng người mình cũng sẽ yêu tiếp. Cho dù có khổ cũng phải yêu. Ai mà ngăn được tình yêu thì đâu ai khổ đâu. Thì giờ chị khuyên em, chị cũng là một tiếp người yêu chấn động đó. Dạ. Thì bây giờ mình yêu 70 thôi, mình dành cho mình 30. Để sau này mình có gì mình không hụt hẫng. Nói thì dễ lắm. Mình lấy cái 30 để mình nói mình sống tiếp. Rồi dự định tương lai của em là gì vậy? Em vẫn hoạt động studio áo cưới của em, cố gắng kiếm tiền để mà sau này là cuộc sống em nó có thể nó tốt đẹp hơn. Nếu mà chương trình thì chị chúc em sẽ thực hiện dự án của em được thành công. Và em chỉ nói em nghe nè, mình cứ yêu đi, cho dù có vấp ngã có đau khổ mình vẫn phải yêu. Nhưng mà chị khuyên là yêu 70 thôi, trừ lại 30 cho mình nha. Dạ.